Chào các bạn. Theo yêu cầu của một bạn làm nghề trồng rau ở Moscow, hôm nay chúng ta sẽ học bài nghề trồng rau. Nghề trồng rau thì việc đầu tiên chúng ta phải biết một số động từ. Chúng ta có động từ vyrashivat. Vyrashivat và trọng âm sẽ rơi vào đây. Bạn làm nghề trồng rau có nói rằng là bạn hoàn toàn không biết tiếng Nga tí nào cả. Nói chung là có thể biết một chút ít, là nghe người ta nói thì nhắc lại thôi. Thế cho nên là ở đây tôi cũng nhấn mạnh thêm một chút là một từ như thế này. Nếu mà có cái âm tiết màu hồng này, có một cái chữ cái màu hồng này thì chúng ta sẽ nói cái âm tiết này nó dài gấp đôi những cái âm tiết khác. Đấy, ví dụ như là chúng ta nói Vyrashivat có nghĩa là trồng, trồng rau. Thế và chúng ta sẽ lấy một cái từ rau chẳng hạn. Rau. Ví dụ như là ovoshi. Chúng ta sẽ nói là ovoshi. Thế và ở đây trọng âm nó cũng rơi vào cái âm tiết đầu tiên. Nhớ là như vậy nhé. Chúng ta sẽ nói là vyrashivat ovoshi. Đó, vyrashivat ovoshi. Một cái điều rất là khó cho người Việt Nam khi học tiếng Nga ấy, đó là cái động từ này nó không nói ở nguyên bản như thế này mà nó phải chia ra. Đó, thì chia thì lúc đó thì người ta sẽ chia theo từng ngôi. Ngôi trong tiếng Nga chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ có 6 ngôi trong tiếng Nga. 6 ngôi thì cái ngôi đầu tiên là Ya. Ngôi đầu tiên là Ya. Ở đây. Tôi viết hoa để cho nó dễ. Ya. Ya. Sau đó thì sẽ có ngôi thứ hai. Ngôi thứ hai là Ti. Ya Ti là ngôi thứ hai, gọi là ngôi thứ hai có nghĩa là người nói chuyện trực tiếp với mình. Và ngôi thứ ba thì là cái người mà chúng ta, hai cái người Ya và Ti này nói về một cái người nào đó thì cái người đó gọi là người thứ ba, ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba ở đây là On. 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 Đó. On thì là chỉ đàn ông. Nếu mà phụ nữ thì sẽ chỉ là Anna. Anna. Đó. Đó. Nếu mà đàn ông thì chúng ta dùng on, nếu mà phụ nữ thì chúng ta sẽ dùng là Anna. Đó. Thì cái này thì chúng ta tự hiểu nhé. On thì ở đây chúng ta chỉ cần nói on thôi. On có nghĩa là chúng ta hiểu đó là ngôi thứ ba. Đó. Thế và ngôi thứ tư thì là ngôi một số nhiều. Gọi là mươi. Mươi. Mươi là chúng ta. Ngôi vui thì lại là các anh, ngôi thứ hai số nhiều. Đó. Thế và cái ngôi ôn này là ngôi thứ ba này, thì sang số nhiều, ôn thì là anh ấy, sang số nhiều sẽ là anh nhi. Anh nhi là họ, chúng nó. Thế vậy thì chúng ta thấy ở đây là đây là 6 ngôi. Tôi để một cái màu khác để cho các bạn dễ hiểu. 6 cái ngôi này thì thông thường động từ nó sẽ được chia theo 6 cái ngôi này. Đó. Tất cả các động từ khi mà người ta nói ở trong câu thì nó đều bị chia. Cách chia của nó như thế nào thì các bạn tất nhiên là cũng phải tham khảo nhiều sách vở. Thế nhưng mà ở đây tôi sẽ nói luôn là nó sẽ bỏ mất cái đuôi. Ví dụ động từ spraswet này, nó sẽ bỏ mất cái đuôi T và dấu mềm đi. Ta để cái động từ lên đây nhé. Đó. Cho nó nhỏ nhỏ một chút. Đó. Thế và ở đây, ví dụ như là bây giờ tôi sẽ chia cái động từ này. Là vyrashivat là chồng đúng không ạ? Thế và ở đây là sẽ là tôi chồng, tôi chồng. Đó. Thì cái cách chia của nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ như là chúng ta sẽ chỉ có điều là chúng ta các bạn sẽ hỏi là làm sao mà nhớ được. Chúng ta không cần nhớ mà chúng ta chỉ cần học thuộc thôi. Tôi nói các bạn là luôn luôn học thuộc. Khi học thuộc thì các bạn sẽ nói được rất nhiều. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái đuôi you ở đây. Đó. Thế vậy thì ở đây đây chính là cái động từ và cái chia của nó. Khi mà bình thường nó là vyrashivat. Vyrashivat. Thế còn nếu nói ya thì phải là ya vyrashivayu ovoshi. Ya vyrashivayu ovoshi. Bây giờ chúng ta ra chợ chúng ta giới thiệu sản phẩm của chúng ta chẳng hạn. Thì chúng ta muốn nói rằng là tôi trồng rau và muốn bán. Ya vyrashivayu ovoshi. Và muốn bán, tí nữa tôi sẽ nói cái cấu trúc câu và muốn bán cho các bạn. Thế và bây giờ tôi sẽ
chia tiếp ở cái ngôi thứ hai. Đó, ngôi thứ hai. À, chúng ta sẽ làm tất cả 6 ngôi luôn nhá, xong chúng ta sẽ chia một thể. Đó. À, chúng ta sẽ chia như nào? Chia là Yavirasuvayu, Tuivirasuvayet, Tuivirasuvayet, Onvirasuvayet, Mivirasuvayem, Vivirasuvayet, Ani Virasuvayut. Đó, thì đây nó là cái cách chia của cái động từ đó. À. Thì làm sao các bạn nhớ được cái cách chia này? Bây giờ là tôi chia cái động từ này nó hơi chậm một chút. Thế còn khi mà tất cả những động từ khác nó sẽ chia dạng như thế này, chúng ta phải nhớ được nó nhé. Đó. À, ví dụ như là bây giờ tôi trồng rau. Trồng rau. Ya vyrasuvayu ovoshi. Tôi trồng rau. Tươi vyrasuvayes ovoshi. On vyrasuvayet ovoshi. Mươi vyrasuvayem ovoshi. Vy vyrasuvayeche ovoshi. Ani vyrasuvayut ovoshi. À, tôi nói thế có nhanh không ạ? Nếu mà nhanh thì sẽ nói chậm hơn một chút nữa. À, có nghĩa là gì ạ? Là tôi trồng rau, cậu trồng rau, ông ta trồng rau, chúng tôi trồng rau, à, họ trồng rau, à, các anh trồng rau và họ trồng rau. Đó. Thì bây giờ như thế này, overseas thì là rau. Thế nhưng mà có bạn lại trồng cái rau chua ấy. Các bạn ở bên đấy hay gọi là cái rau chua. Rau chua thì đây là tôi qua những cái trình chat Facebook này khác thì tôi nhìn thấy các bạn viết thì các bạn gọi là rau chua thôi, còn tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy ai gọi nó là rau chua cả. À, nhưng nói nôm na là như vậy. Thì rau chua mà các bạn gọi là rau chua đó, tiếng Nga ấy là sa viel, sa viel. À, sa viel thì cái từ này là một cái từ mà người Nga cũng còn cãi nhau rất nhiều là cái trọng âm nó rơi ở đâu. Có người thì lại bảo rằng là trọng âm nó rơi vào sa. À, có người lại lại nói rằng là trọng âm nó rơi vào đây. À, sa viel. Và rất nhiều người nói là sa viel. À, vậy. À, vậy thì chúng ta nói như thế nào cho đúng? À, chúng ta không quan tâm rằng là người ta nói theo cái tiếng địa phương thì người ta có thể nói sa viền, nhưng mà ở trong các văn bản chính thức ý, thì người ta nói là sa viền, sa viền, lịch lịch, ở đây là l mềm. À, vậy thì chúng ta sẽ nói theo phương án thứ nhất là trọng âm sẽ rơi vào cái âm tiết thứ hai này. Thế còn cái người địa phương người ta nói theo cái cách là trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất thì chúng ta cũng vẫn hiểu, mà chúng ta thích thì nói thế cũng được chẳng sao cả. Chúng ta sẽ nói sa viền hoặc là sa viền hoặc là sa viền. À, đúng không ạ? Trọng âm nó sẽ rơi vào đây. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nhắc lại để cho các bạn dễ nói nào. Chúng ta sẽ nói là sa sa viền, sa viền, sa viền. Hơi khó nói một chút đúng không ạ? Các bạn cứ nói thế là người ta cũng sẽ hiểu. Tươi virasuvayes sa viền. À, cậu trồng cái rau chua, đúng không ạ? Thế còn một cái dạng nữa mà các bạn gọi là mồng tơi tây. Tôi cũng chỉ đoán đoán thế thôi. Các bạn gọi là mồng tơi tây thì tiếng Nga nó gọi là spinach. Spinach. Thế còn cái người Nga ấy, sang Việt Nam ấy, thì lại gọi cái rau muống của chúng ta là spinach. Trên thực tế thì cái spinach là cái loại rau ở Nga ấy, thì trông nó khác một chút. Thế nhưng mà các bạn đều gọi là nó là mồng tơi tây thì chúng ta cũng biết nó là như vậy, đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì ở đây có thể là hai cái khái niệm này có thể lẫn lộn với nhau. Các bạn gọi sa viền là mồng tơi tây hoặc là bạn gọi spinach là mồng tơi tây thì cái đó đối với tôi nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta nhìn nó và gọi được nó là cái gì. Thế còn dịch là như thế nào thì chẳng qua đấy là các bạn tự dịch với nhau thôi, chứ không có sách vở nào dịch chính thức cả. Ok ạ. Tiếp theo ạ. Vậy thì chúng ta có từ sa viền, chúng ta thống nhất là chúng ta sẽ gọi là rau chua, và từ thứ hai là spinach là mồng tơi tây đúng không ạ? Nhưng mà tiếng Nga người ta gọi là spinach. Tiếp theo một loại nữa là các bạn hay trồng đó là ukrop. Ukrop có nghĩa là rau thì là. Mươi vyrasuvayem ukrop. À, các bạn đi ra chợ sẽ nói rằng là chúng tôi trồng rau thì là. Mươi vyrasuvayem ukrop. Tiếp theo có thể một dạng nữa là kinza. Kinza. À, kinza là cây rau mùi. Trọng âm sẽ rơi vào cái âm tiết thứ hai này. Và cái từ kinza này nó không có số nhiều. Trong các một số sách vở thì nó đều là nói dùng dạng số ít. Vậy thì chúng ta nói là kinza, kinza, ya virasuvayo kinzu,
đây lúc đó là kim ra và nó sẽ biến thành là kim rủ, cách 4 đúng không ạ? Thế vậy thì chúng ta hiểu là nguyên bản của nó là kim ra và đứng sau từ Virasuvat nó sẽ là kim rủ. Mới vui Virasuvay chi kim rủ. À, các bạn trồng rau rau mùi đúng không ạ? Thế và còn một từ nữa là từ pomidor. Pomidor là cà chua, có thể các bạn trồng cà chua đúng không ạ? À, thì chúng ta sẽ là Anivirasu Pomidor, họ trồng cà chua. Vậy thì ở đây tôi cho các bạn đã học được ba cái yếu tố quan trọng: một là cách chia động từ, hai là tên các loại rau mà các bạn hay trồng đúng không ạ? Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học lại một chút nhé. Ya virasuvayu ovsi, tôi trồng rau. Tui virasuvayes savien, à cậu trồng rau chua. On virasuvayet spinach, à anh ấy trồng rau mồng tơi tây. Mui virasuvayem ukrop, à chúng tôi trồng thì là. Vui virasuvayet kinzu, kinzu. Vui virasuvayet kinzu, à các anh thì trồng rau mùi. Ani virasuvayut pomidor, còn họ thì trồng cà chua. Ok, thế thì bây giờ ở đây là chúng ta đã học xong được với một động từ là virasuvat. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái phần này đi, à chúng ta cất nó đi để chúng ta sẽ học sang một động từ khác. Bây giờ chúng ta sẽ có động từ pakupach. Pakupach, à đây chúng ta sẽ cho cái này nhỏ một chút nha. Pakupach, pakupach là mua, mua, mua. Ví dụ như là người ta sẽ nói là tôi mua. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái động từ này, chúng ta sẽ lại phải chia nó đúng không ạ? À, tôi mua rau thì để chia nó thì chúng ta sẽ bỏ cái đuôi ti và t và dấu mềm này đi. Đấy. Và đây trọng âm nó sẽ rơi vào đây. Thế và sau đó thì chúng ta sẽ nhân bản cái động từ này lên để chúng ta sẽ chia cho các ngôi. Đó. Ôn mười với anh nhỉ. Ok, thế thì ở đây chúng ta như tôi đã nói là gì ạ, là chúng ta có cái đuôi động từ lần trước chúng ta đã chia rồi đó, bây giờ chúng ta lắp nó vào đây là xong. Đó, đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc nè. Ya pa ku payu, pa ku payu, à đây nó đặt là pa ku payu. Ya pa ku payu ovsi, đó tôi mua rau. Tui pa ku payes savien, cậu mua rau chua. On pa ku payet spinach, anh ấy mua rau mùng tơi tây. Mui pa ku payem ukrop, à chúng tôi mua thì là. Vui pa ku pai chi kin du, chúng ta sẽ cố gắng nói là cho trọng âm rơi vào từ thứ hai. Vui pa ku pai chi kin du, à và ở cái nơi mà tôi sống trước đây người ta không nói là sa viền, sa viền, à trọng âm rơi vào từ thứ nhất đó. Thế nhưng mà ở đây chúng ta nói theo sách vở thì trọng âm rơi vào từ thứ hai đó nhé, nhớ như vậy. Ani pa ku pai ut pamidor, và họ thì mua rau, mua cà chua. Ở đây thì tôi nói cà chua, ở đây pomidor có nghĩa một quả cà chua, nhưng mà chúng ta phải nói số nhiều là nhiều cà chua đấy, mua mấy cân chẳng hạn, ví dụ thế đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nói là pomidori đó. À ovsi cũng là số nhiều, vậy chúng ta nhắc lại nhá. Tôi mua ia pakupayo ovsi, tươi pakupai savien, on pakupai spinat, mươi pakupai em ukrop, với pakupai chekinzu, ani pakupayut pomidore, pomidore. Ok, như vậy thì ở đây là chúng ta đã chia xong động từ thứ hai là động từ pakupat, có nghĩa là mua. Bây giờ chúng ta sẽ thử một động từ khác. Chúng ta sẽ học một động từ khác, động từ đó là động từ pradavat. À các bạn trồng các bạn phải bán chứ đúng không ạ? Các bạn phải bán ở đây đó. À pradavat, pradavat có nghĩa là bán. Bây giờ chúng ta phải bán rau, trồng rau. Lúc nãy chúng ta vừa rasuvat rồi, bây giờ chúng ta phải bán rau.
À, bán rau chúng ta sẽ phải chia cái động từ này theo các ngôi cũng tương tự như vậy. À, ở đây hôm nay chúng ta nếu mà bình thường các động từ nó chỉ bỏ đuôi ti và dấu mềm thôi. Thế nhưng mà cái tất cả các động từ mà có cái gốc đa vát này thì nó bỏ luôn cả vát này đi. Các bạn nhớ nhé. Nếu có đuôi đa vát thì nó bỏ luôn cả cái vát này luôn, chứ không bỏ nguyên t và dấu mềm mà bỏ vát luôn. Đó. Thế và lúc đó thì nó sẽ nói là Yapradayu. À, trọng âm rơi luôn vào đằng sau này, đúng không ạ? Yapradayu. À, tôi bán. Yapradayu ovoshi. Tôi bán rau. Lúc nãy là chúng ta nói là gì ạ? Yavrasuvayu ovoshi. Tôi trồng rau. Thì bây giờ là tôi bán rau. Yapradayu ovoshi. Tupradayos. À, Tupradayos. Savin. Ở đây thì lại là tôi cậu bán cái rau chua. À, chúng ta phải lưu ý ở đây là cái từ này bây giờ nó lại là yo chứ không phải là ye nữa. À, tất cả nó đều là yo, bạn nhớ như vậy nhá. Đấy, thế và on pradayut, on pradayut, on pradayut, on pradayut, anh ta bán cái gì? Anh ta bán spinach, anh ta bán là rau mồng tơi tây. Tiếp theo mươi. À, nếu mươi sao nào? Mười pradayom, chúng tôi bán ukrop, chúng tôi bán thì là mười pradayom ukrop. Vui pradayo chứ, các anh bán cái gì? Vui pradayo chứ kinzu. À, các anh thì bán là rau mùi, còn họ thì bán cái gì? Ani pradayut, ani pradayut pomidori, họ bán cà chua. À, thế vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta thấy động từ là bán. Hôm nay chúng ta đã học động từ vrasuvach là mua, là trồng. Vrasuvach là trồng. Đây tôi chọn đây nha. Vrasuvach là trồng, trồng rau. Đó. Sau đó thì chúng ta có động từ chúng ta có động từ pakupach là mua. Bây giờ chúng ta có động từ pradavach thì là bán. À, động từ bán này thì có cách chia khá đặc biệt. Là động từ này trước khi chia nó bỏ cả cái đuôi này đi. À, tôi cho nó đậm đậm một chút thì các bạn dễ hiểu. Đó, nó bỏ cả cái đuôi đuôi bôi đen đen này đi. Đó. Thế và nó nói Yapradayu, tôi bán. Yapradayu ovoshi. Tupradayos savin. On pradayot spinat. Mupradayom ukrop. Vupradayoche kinzu. Ani pradayut pomidori. À, các bạn lưu ý ở đây nhé. À, có những cái chữ tờ đằng sau này, chữ pờ đằng sau chúng ta phải phát âm nó nhé. À, on pradayut spinat. À, mui pradayom ukrop. À, tất nhiên là tôi dạy các bạn thì tôi sẽ nói nó nặng hơn một chút, nhưng mà trên thực tế khi mà chúng ta nói nhanh ý, thì là nó sẽ thoáng qua rất là nhẹ, nhưng mà nó tạo nên một cái giọng nghe có vẻ nó chuyên nghiệp hơn một chút, đúng không ạ? À, on pradayut spinat. Mui pradayom ukrop. À, tui pradayos savien. Savien li li. À, đây chúng ta sẽ nói gần như là li. Savien li li li. Savien vien. Savien. Savien. Các bạn hãy tập cái chữ này nói rất nhiều nhé. À, yapradayu ovoshi. Tôi bán rau. Tui pradayos savien. On pradayos spinat. Mui pradayom ukrop. Vui pradayos kinzu. Ani pradayos pomidori. À, thì như vậy vừa rồi tôi đã dạy các bạn xong cái động từ bán. Bây giờ chúng ta sẽ cất nó đi. Thế tiếp theo chúng ta sẽ có động từ giặt cá dư vạch. À, đặt hàng. Chúng ta sẽ có động từ đặt hàng. À, ví dụ như là có người người ta muốn đặt hàng chẳng hạn. À, người ta sẽ nói Iazakazuvayu. À, thì vậy thì cái động từ giặt cá dư vạch này chúng ta cũng phải chia nó. Chia nó thì cũng rất dễ. À, động từ này chia nó rất đơn giản. Đơn giản hơn cái động từ pradavat là chúng ta chỉ cần bỏ t và dấu mềm này đi là xong. Đó. Thế và ở đây thì chúng ta sẽ lại để nó vào cái phần gốc từ này, à, phần đuôi từ này. Đó. Nhưng mà chỉ có điều ở đây thì ra ca rồi trọng âm nó rơi vào đây rồi thì cái trọng âm này nó sẽ biến mất. Đó. Thì nó sẽ lại là ye. Thế vậy thì chúng ta sẽ nói nào. Yazakazuvayu oshi. Tôi đặt rau này. Yazakazuvayu oshi. À, tôi đặt rau. Tôi đặt rau. À,
cậu đặt gì nào? Tôi zakazuvayesh. Savien, cậu đặt rau chua. On zakazuvayet. Zakazuvayet. Spinach. Mươi. Mươi zakazuvayem. Zakazuvayem. Ukrop, chúng tôi sẽ đặt thì là. Vui, zakazuvayet. Các anh đặt kinzu, các anh sẽ đặt rau mùi. Vì giá cá như vậy chỉ kinh dù. Và anh giá cá như vậy. Còn họ thì đặt cà chua. Anh giá cá như vậy. Pomidori. Anh giá cá như vậy. Pomidori. Ok. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc lại một chút nhé. Đây là động từ giá cá như vậy. Có nghĩa là đặt hàng nhé. Đặt hàng. Tôi muốn đặt cái gì đó chẳng hạn. Chúng ta sẽ nói là. Ya giá cá như vậy. Ovoshi. Tôi đặt rau. Tư giá cá như vậy. Savil. Cậu đặt rau chua. On zakazuvayet spinach. Anh ta đặt rau mồng tơi tây. Mươi zakazuvayem ukrop. Chúng tôi đặt rau thì là. Vui zakazuvayet kinzu. Các anh thì lại đặt rau mùi. Kinza là rau mùi. Anhi zakazuvayet pomidore. Còn họ thì lại đặt là đặt cà chua. Ok. Như vậy thì vừa rồi chúng ta lại học xong động từ zakazuvayet. Vừa rồi chúng ta đã xem được mấy động từ rồi, đúng không ạ? Thế bây giờ tôi thêm cho các bạn thêm một động từ nữa. Davach. Davach. Davach thì ở đây chúng tôi đã nói với các bạn là gì nào? Là Davach là nó có đuôi Davach. Toàn bộ đuôi Davach thì nó sẽ bỏ toàn bộ cái này đi. Cứ có Davach thì là bỏ cái này đi. Đó. Thì vậy chỉ còn có Dayu là đưa. Đưa cho ai? Cho ai cái gì đó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Là động từ đuôi davach, động từ davach rất là dễ chia. Chúng ta bỏ hết còn mỗi đa thôi. Dayu. Dayo. Sao ở đây thì chúng ta do là trọng âm nó lại rơi vào đây. Cho nên là chúng ta lại phải chuyển nó thành yo. On dayo, mười dayo, mười dayo chi, ani dayu. Đó. Tươi dayos. Tươi dayos sa viên. Cậu có cho tớ cái rau chua không? Đó, cậu cho tớ rau chua. On dayos spinach. Anh ta cho cái rau mồng tơi tây. Mươi dayom. Chúng tôi cho bạn ukrop là rau thì là. Vươi dayos chê kinzu. Các anh thì cho rau mùi. Ani dayos. Như dayut, pomidore, còn họ thì lại cho khoai tây, cho cà chua. Ok, như vậy thì cái động từ davat này tôi cũng cho các bạn thêm, bởi vì sao nó cũng rất là hay sử dụng, đúng không ạ? Hay sử dụng, cho nên là tôi cũng cho thêm ở đây cho các bạn. Chúng ta nhớ rằng là cái động từ davat này nó có cái đuôi, đuôi là davat, davat, nên là chính là cái đuôi này người ta bỏ cả nó đi, bỏ luôn nó đi, cho nên là nó đó. Nó chia còn có đa không thôi. Dayu thì dayos, còn dayot mới dayom, vì dayoche anh như dayut và mình đổ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 là phần là tôi sẽ cho các bạn một số câu để giao tiếp. Khi sang cái phần để giao tiếp thì tôi cho các bạn thêm một vài từ mới nữa. Chúng ta có từ kapusta. Kapusta là cái bắp cải. Ở đây chúng ta nhìn thấy có từ kinza. Kinza. Kinza ở đây là a đúng không? Kinza. Và ở đây cũng là kapusta. Kapusta trọng âm rơi vào đây, kinza trọng âm rơi vào đây. Chúng ta nhìn thấy nó giống nhau gì ạ? Đều có đuôi a ở cuối. Cho nên là kinza hôm nay chúng ta đã nói là nếu mà ya vurashvayu tôi trồng kinza thì phải là tôi trồng kinzu. Thế vậy thì tôi trồng bắp cải tôi cũng nói ya vurashvayu kapustu. Kapustu cũng biến sang a, biến thành u, đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì chúng ta không nói kapusta, yavurashu kapustu, yavurashu kinzu. Đó, nhớ nhé. Đây nó có đặc biệt là gì ạ? Là danh từ giống cái thì a nó sẽ biến thành u. Chúng ta để lên đây nhé. Đó. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một từ nữa. Đó là từ luk. Luk là hành. Hành thì thông thường ý, tôi tưởng tượng là các bạn trồng hành, có thể các bạn trồng hành là hành lá đúng không ạ? Hành lá thì người Nga sẽ nói là
Nó sẽ có hai loại hành lá, hành lá lục, lục, dế liôn này, lục dế liôn này, hành lá lục dế liôn này là hành lá. Thế và chúng ta sẽ có từ thứ hai lục riệp chặt tỉ, riệp chặt tỉ, riệp chặt tỉ, riệp chặt tỉ thì có nghĩa là hành củ, hành củ, một cái hành củ hành tây, ta gọi là củ hành tây nó to to đó, thì nó gọi là lục lục riệp chặt tỉ. Trọng âm sẽ rơi vào đây đó. Thế còn đây là trọng âm nó rơi vào đây rồi, bởi vì sao lại ye, nó có hai chữ dấu, cái dấu chấm bên trên thì nó đọc là yo. Những chữ ye đọc thành yo thì có nghĩa là trọng âm rơi vào nó. Thế vậy thì chúng ta có thêm từ là look, look, look. Chúng ta nhớ có chữ cờ nhé, look, look dây luôn này là hành lá, và look riệp chặt tỉ đó là hành củ. Thế chúng ta nhớ là cái từ look này nó có hai từ. Một từ look có nghĩa là hành, một từ look thứ hai cũng là đồng âm, gọi là từ đồng âm nhưng mà nghĩa của nó khác. Từ look thứ hai có nghĩa là một cái cung, cái cung để người ta bắn tên ấy. Đó, nhớ như thế nhé. Chúng ta chỉ cần nhớ là look là cái liên quan đến chúng ta, đó là chúng ta trồng hành. Chúng ta sẽ nói là ya virashivayu look, tôi trồng hành. Ya pradayu look, tôi bán hành. Ya pradayu look zelyony, tôi bán hành lá. Ya pradayu look riepchatty, tôi bán hành củ. Đó, các bạn nói như thế nhé. Lục zelyony này là hành lá, lục riepchatty hành củ. Thế như vậy là chúng ta biết thêm được một từ nữa nhé. Thế và hai cái này chúng ta cất xuống đây để tí chúng ta sẽ hỏi. Ok, thế bây giờ thì chúng ta sẽ thử là có một cái đối thoại như sau. Khi đối thoại thì chúng ta cất cái phần này đi. Chúng ta sẽ có động từ, ví dụ như là động từ virashivach, virashivach. Chúng ta sẽ, chúng ta trồng rau đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói là, người ta sẽ hỏi chúng ta là sto với virashivach, sto với, cái trọng âm, cái động từ này nó phải chia đúng không ạ? Sto với virashivach, sto với virashivach, các bạn trồng cái gì? Sto vui vui ra sư và chia, các bạn trồng cái gì? Tương tự như vậy, nếu mà không trồng chẳng hạn thì chúng ta có thể hỏi sto vui pradayo chia. Ví dụ như là bây giờ người ta nhìn thấy chúng ta có một cái cửa hàng, người ta vào, người ta hỏi chúng ta sto vui pradayo chia, sto vui pradayo chia, các bạn bán cái gì đấy? Sto vui pradayo chia. Chúng ta sẽ trả lời sao ạ? Mới pradayom, chúng ta bán cái gì đó thì chúng ta nói mới pradayom capusto, tôi bán bắp cải. Mới pradayom kinzu, chúng ta bán rau mùi. Mới pradayom ovesi, hay nói đơn giản nhất, mới pradayom ovesi. Mới pradayom saven, mới pradayom spinat, mới pradayom ukrop. Мы продаем помидоры, мы продаем лук. Лук thì gồm có gì ạ? Мы продаем лук зеленый, hoặc là мы продаем лук репчатый. Đó. Thế là chúng ta đã biết hỏi, biết trả lời. Что мы продаем chứ? Thế bây giờ có người người ta hỏi. Người ta hỏi chúng ta. Вы продаете в донг? Донг. Các bạn có bán chịu không? Chắc là cũng có người hỏi các bạn như vậy đúng không ạ? Pradayoche v dolk, cái từ này tập hợp này dolk là có nghĩa là bán chịu. Với pradayoche dolk, dolk chữ g này chúng ta đọc là cờ, dolk. Với pradayoche v dolk, cứ predaio chia một đôi. Các bạn có bán chịu không?
Hai chúng ta trả lời sao? À, nếu các bạn bán chịu thì các bạn sẽ nói đa. Đa thì người ta hiểu rồi đúng không ạ? À, mười pradayom udonk. Và đây chúng ta sẽ có dấu chấm. Đó. Đó, chúng tôi có bán chịu. Đa, mười pradayom udonk. À, chúng tôi có bán chịu. Hoặc là nếu chúng ta không bán chịu thì chúng ta sẽ nói nhiệt. Nhiệt. Нет. Мы продаем за за деньги. Chúng ta bán lấy tiền. À, tất nhiên là ai bán thì trả lấy tiền đúng không ạ? Chẳng qua là đây chúng ta nói như thế này là có nghĩa là chúng ta không bán chịu và chúng ta lấy tiền luôn. За деньги. À, tất nhiên là người ta có nhiều kiểu nói khác nhưng mà chúng ta nói như này nó đơn giản để cho người ta hiểu ngay rằng là chúng ta không bán chịu. Нет, мы продаем за деньги. За деньги. Сразу. À, thông thường người ta nói thêm từ сразу. À, мы продаем за деньги. À, hoặc là chúng ta có thể nói một dạng khác nữa. Нет, мы продаем за наличные. За наличные. À, chúng ta bán lấy tiền mặt. За наличные. За наличные. Đó, за наличные. Đây là có trọng âm. За за наличные. Наличные. À, nếu mà người ta nói gọi là nói theo cái kiểu gọi là tiếng lóng ấy, thì người ta có thể nói là за нали. Nè, đây là người ta nói tắt. Nali tiếng là chính thức của nó là наличные. Наличные. Thì chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta bán là lấy tiền mặt. Thế vậy thì chúng ta có thể за нали hoặc là за деньги. За деньги. À, được từ деньги. Деньги. À, đúng không? Thế vậy thì những cái này là chúng ta có thể phải học thuộc nó bởi vì là người ta thường hỏi chúng ta. À, vậy chúng ta nói lại nhé. Вы продаете в долг. Вы продаете в долг. Да, мы продаем в долг. Нет, мы продаем за деньги. Мы продаем за наличные. Мы продаем за налы. Cái từ налы này thực chất ra nó là một cái từ lóng. Cho nên là các bạn thích nói chả nói thôi. Đó. Vậy thì ở đây là chúng ta đã học xong được những cái mẫu câu. Tôi nói nhanh như vậy các bạn cần chỉ các bạn lại quay lại và các bạn học lại nhé. Đó. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học thêm những mẫu câu khác nhé. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi. Сколько вам надо? À, chúng ta nói như thế cho ngắn gọn. À, các bạn cần bao nhiêu? Сколько? Сколько вам надо? À, cần bao nhiêu ý nói bao nhiêu kg? À, chúng ta sẽ người ta sẽ nói là мне cho tôi 80 kilogram. 80 kilogram. Hoặc là người ta chỉ cần nói 80 kilo. Thế cũng được rồi. Anh ta nói này cho nó dễ nhé. 80 kilo. Kilogram. À, kilogram. Đó. Chúng ta nói tắt là mình như 80 kilo. Đó, thế người ta vẫn hiểu đúng không ạ? Thế và bây giờ chúng ta sẽ cần phải nói là ngày mai cần bao nhiêu? Ana zavtra skolika. Còn ngày mai thì cần bao nhiêu? Na zavtra skolika. Сколько надо? Ở đây có thể надо này, đúng không ạ? Сколько надо? Tất nhiên là đây là tôi cho các bạn những cái mẫu câu nó rất là ngắn gọn để cho các bạn dễ nói. Đấy. А на завтра сколько надо? На завтра сколько надо? À, thì người ta sẽ trả lời. На завтра 40 kg. Sang ngày mai thì là cần 40 cân. На завтра надо 40 kilo
circle. À, chúng ta chỉ cần nói đơn giản thế thôi, đúng không ạ? Đó, thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có mẫu câu là scolic vanada, scolic vanada mnie 80 kg. A na zatra scolic nada, na zatra nada 40 kg. À, 40 kg cũng được, đúng không ạ? 40 kg, nói thế cho nó dễ. Đó, đó là cái cách nói khi người ta đặt hàng. Thế còn bây giờ chúng ta cần phải nói là cái số nợ của bạn là bao nhiêu tiền, số nợ của bạn là bao nhiêu. Ta sẽ giúp các bạn nói câu đó nhé. Uvas, chúng ta sẽ nói donc là bao nhiêu đó. Cái nợ, số nợ của bạn là 800 rúp, và xem sốt ruble, ví dụ thế. Cái nợ của bạn, số nợ của bạn là, và xem sốt ruble đó. U vas donc và xem sốt ruble đó. Hoặc là chúng ta cần nói rằng là vy должны platit, anh cần phải trả tiền, cần phải trả số tiền là bao nhiêu đó. Vy должны platit, bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ nói vào đây, đúng không ạ? Tôi không biết dây nữa. Đó, thì đó là những cái mẫu câu mà các bạn cần để khi giao tiếp với khách. Đó, thì ngày hôm nay là chúng ta đã học nhanh xong một cái bài giúp cho các bạn là làm nghề trồng rau để có thể giao tiếp với khách. Tất nhiên tôi chuẩn bị ở đây còn nhiều vấn đề hơn nữa. Thế nhưng mà cho đến thời điểm này thì bài cũng đã khá dài rồi. Có khả năng nếu cần nữa thì tôi sẽ làm sang phần 2. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn học tốt.